Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải này anh em ơi. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ tiếp tục soi một ạc trưởng lão của bán hội ACE. Đó là Lộc Tiger cho anh em xem thử như thế nào nha mọi người. Và anh em cùng dự đoán thử anh này phái gì nha. Hiện tại đang có cái nón lá và lại cái áo định quốc, có cái búi tóc khá là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng xem anh em thử như thế nào nha. Đợi tí em ơi. Hiện tại này đang hạng mình 48. 48 thì sắp xỉ chắc cũng tầm 149 thôi nè. Ngang cấp Khải. Thì người chứ ngang cấp Khải đó. Không biết phái gì. Hiện tại hạng 48. Anh em cùng xem. Hiện tại đó nón lá 2540. 2540 lái hiệu ứng và kháng khá là ok. Rất tiếc mà sinh lực, nỗ lực không có. Một cây bổng top 30. Bình sắc 75. Đạt bình sắc 72. Đạt móc bình sắc 72 quá ok. Đang sở hữu mình một áo định quốc, 50 mắt pin sinh lực 185. Một cây dây chuyền kháng cả 17 và sức mạnh 18, quá hợp lý cho cái băng bổng luôn em, quá hợp lý cho cái băng bổng luôn em ơi. Hello Chiến Lê, hello mới vô nha. Hiện tại đang sở hữu bao tay ngon này, và những bao tay mắt pin làm chậm như thế này khó lắm anh em. Khó bao tay ra lưng này nó cứ mắt pin mà phòng thủ làm chậm 40 sinh lực cao như thế này, Khải thấy ở server rất là hiếm nha. Sau khi gộp server gì mà cũng rất là hiếm nha nè. Khải cũng muốn tìm một cái bao tay cho Thế Yên hoặc là đai lưng cho Thế Yên mà tìm không ra. Làm chậm 40 từ ngập bội và nhẫn 2340 khẳng bằng 40 chống động quá đẹp, sinh lực cao. Đai lưng 2540 sẽ đồn khá là chuẩn nè, chuẩn năm hành cái băng bóng. Một nhẫn khăn lôi 28 sinh lực lực. Một giày kháng lôi 39, tóc 38. Chung là set đồ này thì gọi là dạng là mắt pin cho cái băng bóng nè. Theo set năm hành. Theo set năm hành thì ạc này là mắt pin cho cái băng bóng nè. Rồi chúng ta cùng điểm nhẹ xem thử giá trị đồ của ạc này tầm so với hiện tại bây giờ như thế nào. Và anh em cùng trải nghiệm chơi nha. Hiện tại đang đi con ngựa. Đầu tiên chúng ta sẽ đợi đến con ngựa kháng cả 4. Con ngựa này thì Khải vừa mua, cũng như là đường môn kia vừa mua, cũng ngựa này mua hay khoảng tầm 2 triệu so với hiện tại bây giờ anh em. Khải đang xem giá trị của những món đồ này là đang tính theo kiểu là hiện tại bây giờ nha anh em, hiện tại bây giờ chứ không có nói giai đoạn trước mua anh em. Chớ giá điện chưa giai đoạn trước mua á, con ngựa này là 5 triệu một con rồi ép kháng cả nữa tiền không nè. Đó thì hiện tại bây giờ thì so với hiện tại bây giờ thì con ngựa này thì nó tầm giá khoảng tầm 2 triệu đó, và tại vì Khải vừa mua một con AC dài luôn 2 triệu nè. Rồi tiếp tục gia truyền kháng cả 17 sức mạnh 18 này thì Khải thấy là quá đẹp cho cái băng bổng luôn, không còn gì phải chơi. Và gia truyền này Khải nghĩ nó nằm giá ít nhất phải từ 3 đến 5 triệu gia truyền này, 3 đến 5 triệu gia truyền này. Và cái bóng này cũng vậy nè, cái bóng này thì Khải nghĩ cho đến bây giờ thì bóng này cũng gọi là hàng nô của cái bang này. Bằng sắc đã móc 72 quá chắc. Bóng này thì Khải nghĩ trên dưới hoặc là ngang 5 triệu đô lại nè. Đó, trên dưới hoặc ngang 5 triệu đô lại. Đó. Bang chủ AC Khải soi rồi, đợi ngày mai Khải lên video cho Thái Hồng Văn xem nha. Cái nón này thì vừa đặt hiệu ứng chón cũng như là kháng hỏa 25. Tuy rằng sinh lực nỗ lực không có, nhưng mà Khải nghĩ cái nón này thì nếu thì chắc mua thì cũng tầm 1 triệu hơn. 1 triệu hơn quay đâu, chứ còn mua cao quá Khải nghĩ hơi cao. Đó. Còn áo này 50. Áo này 50 thì Khải nghĩ nó khoảng tầm 5 đến 7 kim mỗi năm. Áo này 50 thì lúc đầu mua không biết bao nhiêu, nhưng mà hiện tại bây giờ thì Khải nghĩ nó cũng dao động từ khoảng tầm 5 đến 10 kim thì nó khoảng tầm 500 nghìn đến 700 nghìn. Đó. Hiện tại bao tay này gọi là Khải nói đẹp là nè. Bao tay này Khải nghĩ nó cũng dao động khoảng tầm 700 nghìn. Khải nghĩ ít nhất nó phải 10 kim, 700k. Rồi cái nhẫn này thì server khoảng tầm 2 kim anh em, là khoảng 150k. Nhẫn này là đẹp nè, nhẫn này 2340 đẹp anh em. Nhẫn này 2340 đẹp anh em ơi. Quá đẹp nè. Nhẫn này thì Khải nghĩ chắc mua bèo cũng trên dưới 1 triệu đó, biết không nè. Nếu mà mua rẻ thì Khải nghĩ khoảng 700k. Tại lưng này Khải nghĩ khoảng nằm 500 đến 700 nghìn. Mắt pin thổ, những món thổ khá là rẻ nè. Ngập bội này thì ở server hiện tại bây giờ bán chỉ còn tầm 200k ngập bội này thôi nè. Dòng 1, dòng 2, dòng vài khoảng 200k tại vì kích hình hết. Những này đó. Giày này thì khá là đẹp nè. Giày này Khải nghĩ phải trên dưới 1 triệu nè. Giày này Khải nghĩ nha, chắc chắn của em phải trên dưới 1 triệu đấy. Biết đâu, biết đâu nè. Rồi, anh em cùng điểm sơ qua thì con ngựa này 2 triệu. Cây vũ khí là 5 triệu đi. Cây gia truyền này cho khoảng tầm 4 triệu hơn. 4 triệu đi. Thì xấu với cái này 5 triệu 11, nhưng nó này khoảng 1 triệu 12, cái này cho khoảng 700k đi, khoảng 13 triệu, 13 bao tay này khoảng 700k đi, 14 triệu, set đồ này dao động khoảng tầm hơn 15 triệu nè, hơn 15 triệu nha, chỉ tính set đồ nha, chưa tính sắc nha, chưa tính ạc nha, tính là set đồ này hơn 15 triệu nha, nói chung là set đồ này được gọi là set đồ xanh, mắt pin cho cái băng bóng này, quá đẹp rồi.
Rồi, anh em xem video này đừng quên ủng hộ cho Lộc Thị Gương một like chia sẻ, cũng như là video Khả một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Và anh em thích soi cầu thủ nào cứ đứng inbox Khả sẽ soi cho anh em xem.